các bạn thấy video này như thế nào ạ? Nếu các bạn cảm thấy hay, hãy cho mình một like và nhớ nhấn kênh đăng ký của Quốc Bình. Và sau đây xin mời các bạn theo dõi quá trình thực hiện video của mình như thế nào nhé. Xin mời các bạn.